Bên mình thì có 4 gói buffet là 199 này, 249, 289, 389. Bên nhà hàng mình thì có 5 loại lẩu chính, là có Hồng Kông là cay nhiều, Mala là cay tê, tôm tăm sẽ là chua cay, bát bỉu và sữa là hai vị không cay. Bên mình thì có tủy bò, bò óc heo, ngoài ra thì có thêm các loại gân bò, viên tôm Tobiko, viên nhím biển là những viên nhím. Vị khách thì có thể chọn lựa gói buffet, sau đó là gọi thoải mái, nhân viên sẽ mang đồ ra tận bàn, phục tại bàn.